đúng không? Thì ở trong 3 video gần đây mới nhất của mình á, các bạn đã coi hết chưa? Mình đã khám phá được 4 cấp độ khác nhau rồi. Và cấp độ thứ 5 này, mình nghĩ lên cấp độ ác quỷ luôn đây. Tựa game âm nhạc dạo gần đây cực kỳ hot hit, nhưng mà càng nghe thì chúng ta sẽ càng bị mất ngủ luôn á các bạn ơi. Cẩn thận nha. Ok, vô video thôi. Ok, ở trong cái video này nó sẽ có tổng cộng là 5 cấp độ khác nhau luôn nha. Kiểu như là so sánh từng cái có cái sự thay đổi nó như thế nào á. Cấp độ 1 thì nó rất là bình thường, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 thì nó càng đen tối. Cấp độ 5 á thì kiểu giống kiểu cấp độ ác quỷ Free Fire. Nhưng mà tim của nó cũng bị thòng ra. Đây, cấp độ này á, mình thường nói với bạn, tại vì nó có màu đỏ chứ có sừng đúng không? Kiểu giống ác quỷ Free Fire. Cái con này á thì kiểu càng cấp độ cao hơn á bạn, thì mấy con này á nó sẽ biến thành bộ xương nha. Con này ổn quá. Con này thì nó kiểu giống như nhìn thấy nội tạng bên trong luôn. Rồi. Kiểu cái này là tiếng trắng đó mọi người. Ủa sao con cấp độ 3 với cấp độ 4 nhìn nó giống nhau quá vậy? Nhưng mà cái âm thanh thì nó khác nha. Nhưng mà cái 3, cái 4 nhìn nó giống nhau. Nhưng mà cấp độ 5 á bạn thì nó chỉ còn một con mắt thôi. Hay chứ, tiếp tục hay chứ. Nhìn cái miệng, nhìn cái răng nó như là bị biến thành ác quỷ đi. Mười điểm. Rồi, cái con màu xanh lá cây nè. Rồi cái chị này sang cấp độ 2 con mắt lòi ra luôn. Cái trên này là con mắt cái gì? Lên cấp độ 4 là nhìn tăng động quá vậy. Ủa các bạn ơi, cái cấp độ 5 này mình thấy có bao nhiêu con mắt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tính thêm 2 mắt này nữa là 6, 7, 8. Này có phải con mắt không các bạn? Cái chơi này có phải con mắt không? Trời đất ơi, nhiều mắt quá vậy. Càng xíu hóa là càng nhiều mắt hơn. Nhiều con mắt. Con này á, nghe nó không có gì đặc sắc hết trơn nha mấy bạn. Kiểu nghe nó kiểu như là
hay các bạn. Trong động nằm đó bạn thì nhìn thấy giống như là có mấy cái gai nó đâm vô cái đầu vậy á. Ghê thiệt. Rồi. Con này là cái con mà đội cái mũ lên nè. Cấp độ 3 là biến thành bộ xương luôn. Cấp độ 4 thì nghe giống như là ai đang gõ cửa. Đây cấp độ 5 nè các bạn nghe cùng mình nha. Ủa sao có tiếng cấp độ 4, cấp độ 5 gì giống nhau vậy? Nhìn nó ghê hơn thôi. Rồi tới con này nè. Màu xanh lá cây. Tiếng nó giống như kiểu nó hù dọa mình đó mọi người. Gì trời. Cái con này thì nó kiểu giống như là bị một cái cây gì màu trắng đó các bạn đâm xuyên qua. Con đầu 4 này nghe cái tiếng này cũng hay. Trời. Nhạc remix à? Mặt trời. Đầu tiên nhìn mặt trời kiểu đáng yêu không? Cấp độ 2 thì nhìn nó cũng đến nỗi, không đến nỗi nào ghê lắm. Cấp độ 3 thì nhìn nó kiểu. Cấp độ 4, cấp độ 5. Tiếng thổi kèn. Và cấp độ 2 là nó nghỉ thổi kèn rồi các bạn. Con này làm gì? Lắc từ từ thôi. Con này lắc đầu xong nó bị không bị nhức đầu á. Rồi cấp độ 5. Cấp độ 5 nè. Vãi thiệt chứ. Các bạn ơi mình có một cái thắc mắc nha. Cái con màu tím này á, mình thấy nó giống cái con cắt nám đó các bạn. Cái con cắt nám ở trong cái tựa game Bobby Playtime á. Mà chắc có in mình thấy giống thôi. Tại mình thấy nó có màu tím đó các bạn. Cái cây, bây giờ tới cái cây nha. Cấp độ 2 thì kiểu dán một cái tờ giấy kiểu ai đó bị mất tích đó các bạn. Một cô gái bị mất tích. Qua cấp độ 3 thì sẽ có cái miệng luôn và có một con mắt. Cái cấp độ 5 này á các bạn để ý không nha. Cấp độ 1 á thì nó còn có lá cây nha. Cấp độ 2 nó cũng có lá cây. Cấp độ
độ 3, lá nó vẫn còn. Cấp độ 4, cái lá cây nó có màu đỏ, nhưng mà coi như nó vẫn có lá đi. Nhưng mà cấp độ 5 thì ai nó chặt cái cây luôn rồi kìa. Trời ơi, đẹp ghê chưa. Và còn một con mắt, giờ còn một cái miệng thôi. Này là cái con mà nó đỡ đáng sợ nhất nha. Nhìn cái con này nó hề lắm. Con màu vàng này bình thường quá các bạn, nó không có gì nổi bật hết. Tới cái con này là con huýt sáo nha. Con này nhìn nó mấy cái cấp độ này, nhìn nó càng ngày càng ghê hơn đi. Sao mà cấp độ 3 với cấp độ 4 nhìn hai con này giống y hệt nhau vậy các bạn? Các bạn thấy có điểm gì khác nhau không? Sao giống nhau quá vậy trời? Giống kiểu con to hơn, con thấp hơn á. Rồi cấp độ 5 thì nhìn nó ghê hơn à. Con nó nghe âm thanh không rõ nha. Bây giờ tới cái con máy tính à. Cái con này mình mong chờ khá là nhiều đấy. Right now, come on, cause it along with us in this fun time. Something is wrong, they are all dead, they are not real around you. You cannot hide, you are not safe, run away, run away, run, run, run. Cấp độ 2 á bạn, thì nó kiểu có một cái thông điệp, đó chính là nó kêu mình chạy ngay đi. Ghê chưa? Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, gossip along with us in this fun time. Ok, cấp độ 3 thì nghe cái giọng nó trầm hơn nha. Hello, is you lying in the stage, baby? Thôi. Ủa, cấp độ 4 có thấy gì đâu? Một cái màn hình trắng. Vãi! Cấp độ 5 này... Ghê thật chứ? Cấp độ 4 thì cái đầu nó giống như bị một viên đạn bắn vô đầu á các bạn. Ok. Rồi thấy con màu hồng nha. Ủa sang cấp độ 2 á là con này nó bị súng răng vậy? Tới cấp độ 2 là bị súng răng luôn. Ủa cấp độ 3, cấp độ 4 lại giống nhau nữa rồi. Nhìn cái hình dáng đó. Ok. Rồi tới con này nó chỉ có một cái tiếng nghe cùng mình nha. Cái con này á, con đã bốn nè.
nghe nó không không có gì đặc sắc các bạn. Cái con này cái nghe nghe cái âm thanh nó đơn giản quá à. Với lại nhìn nó không có đáng sợ gì hết trơn nha, nhìn nó cực kỳ bình thường. Cái tổ năm mình chạy không sợ luôn. Ok, nói chung là mình đã ngày hôm nay mình đã khám phá ra được hết là 5 cái cấp độ khác nhau và mình so sánh coi cái âm thanh nó như thế nào nha. Hôm nay là mình mới biết là cấp độ 5 á nó có mấy cái con mà kiểu nhìn nó ác quỷ thì cứ dễ. Con này nè, chẳng hạn con này nè, nó có bao nhiêu con mắt, mình mấy chục con mắt luôn, mình cũng không có rõ luôn ấy. Bạn nào mà đếm được á mình lên bên dưới nha, các bạn coi con này có bao nhiêu con mắt vậy. Đấy, ok, và video của mình cũng chỉ đến đây thôi. Các bạn xem nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh nha. Nếu mà các bạn biết là nó có cấp độ 6, cấp độ 7, cấp độ 8, cấp độ 9, cấp độ 10 hay không thì hãy bình luận bên dưới để cho mình biết nha. Và bấm like, bấm đăng ký kênh thật là mạnh. Và các bạn thích nhất là cái con nào nhất ở trong tay, bình luận bên dưới luôn. Bây giờ là bye bye mọi người nha, yêu tất cả mọi người.